Chào mừng mọi người kênh của em nhá. Hôm nay em giới thiệu mọi người một số cái nữa em hay có mưa. Có cả mưa to, mưa nhỏ. Mọi người ai lần đầu đến kênh của em cho em xin một like lên kênh của em với nhá. Và mọi người em có chút ý kiến này. Mọi người xem video thì nếu mà không thay hoặc là như nào thì mọi người comment ở dưới giúp em. Để em rút kinh nghiệm và em làm video sau cho nó có nó hay hơn. Mọi người xem đỡ chán. Chứ vừa rồi em làm video diều với lại giết thì nói chung là kinh tương tác kém lắm mọi người ạ. Nhưng mọi người nếu mà ai mà thật sự yêu quý kênh của em thì cho em xin kênh một like có những ủng hộ kênh của em. Em cảm ơn rất nhiều. Sau đây em xin giới thiệu một số cái nữa máy đánh mương chuyên dụng của em nhé, mọi người xem. Đây. Đây mọi người, đây là hai lưỡi mà em hay chuyên dụng nhất mà em hay nghe mương ở chỗ đợi chỗ em. Đây. Chung là tùy theo size cá mọi người nhá, tùy theo size cá ở chỗ mọi người. To thì tôi dùng cái lưỡi lớn hơn hoặc lưỡi cứng hơn. Còn chỗ em toàn cá nó bằng một ngón tay với hai ngón tay thôi, chung là nó không to. Em chỉ dùng lưỡi này thôi. Đây. Mọi người xem đây. Để quay sát hơn cho mọi người xem. Còn cước em hay dùng thì dùng cái cước 0.4 mọi người nhé, 0.4 hoặc bé hơn thì đánh nó càng nhỏ thì nó ra mồi càng dễ mọi người, nó không bị vướng mồi mọi người nhé. Đây đây em zoom lên mọi người xem hiện đây nét rồi. Đây mọi người nhá, lên. Mình nét đây, hai đứa em hay đánh đây. Đấy. Chủ nhật này em sẽ đánh cho mọi người xem. Chung mấy cái đánh chỉ có lên này, có lên nhiều luôn này. Bắt nguyên bài luôn, không xin một con nào. Cứ càng đánh càng tụ mọi người ạ. Mọi người xem chủ nhật nhá, chủ nhật em sẽ đánh cho mọi người xem. Đây là em chỉ ấy thôi. Nhật em sẽ đánh cho mọi người xem. Và mồi nó làm nó đơn giản mọi người, nước sơn với lại trứng gà thôi. Đánh nó quét bết bết thì đánh được rồi. Sông thì dùng cái loại cá này thì ở đâu cũng có, sông hoặc ao rất nhiều. Lúc câu đải nó còn ăn, nó còn phá mồi như vậy rồi. Mà câu lại hay. Mà mọi người, nhưng mà chỗ mọi người mà không có cái loại lưỡi này thì mọi người cứ liên hệ em nhé, em lấy cho. Em có chỗ lấy cái loại lưỡi này. Đảm bảo không lên cá giờ lại bóc giờ lại tiền nhé, đảm bảo nhé, ok nhé, 100%. Mọi người ai xem video này rồi cho em xin một like, một đăng kênh của kênh em nhé, cũng rất nhiều. Sau đây em có chút tâm sự của mọi người. Em làm video này cũng không biết là nó quay hay là bỏ học mọi người hay không, nhưng mà cái này độ tương tác nó kém quá mọi người ạ. Như có thể mọi người có thể comment dưới giúp em để góp ý xem bây giờ thiếu cái gì hoặc là nó ở chỗ nào nó không hay thì mọi người giúp em để em sửa để em làm lại cho mọi người xem cho nó. Thôi mọi người xem, mọi người like cho em với nhá. Nhưng mà làm video xem nhưng mà lại không có ai đăng ký, không ai like nó buồn lắm mọi người ạ. Nó không ai xem, nó
nó nèo tèo, nó chỉ nói chung là nó toàn mình xem chứ không phải là người trên mạng nó xem đâu. Có gì thì mọi người cứ comment ở dưới, và hoặc là thắc mắc về cái gì thì cứ liên hệ cho em, em để Facebook ở dưới ấy. Facebook hoặc comment ở dưới giúp em thì em giải đáp hết cho mọi người nhé. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ với gia đình, người thân. Video trên hết nhé. Ui, mà tháo thay rồi. Đấy, lúc vào cái dân điện này, cái đen này là vừa mà. Chạy luôn mà. Chạy pin đây.